cái gì anh nhớ không? Cái gì? Không, không nói. Bây giờ nói đi, để cho anh biết nó nói. Nói không được. Tại giờ đang đố mà. Đúng rồi. Đây là đáp án anh. Lật lên có đúng không anh? Em lên trên anh cầm một lá bài giùm em nha. Cầm lá bài em rồi. Rồi cầm lá bài em đưa cho em xem nha. Rồi bỏ xuống. Rồi đưa thẳng vô mắt này. Còn tối về ngủ không được đâu. Anh dòm cho con mắt anh á là cái sắc khí rất là cao. Thì vì cái mặt anh nó sợ gì đó. Cái bói như cái là bạn em quá luôn. Anh ơi, cầm cái mic vô, xịt cái mic vô. Bài anh đang là trước năm 63 đúng không? Dạ. 63 đúng không? Đang biết 6 cơ. Và ba biết. Đúng rồi. Bốc một lá bài. Lá bài gì? Bắt ngay cho ba ca, cho ba ca, cho anh em nha. Phía sau, cho phía sau coi thôi. Rồi đây. Nhớ giùm nha em. Rồi nhớ rồi, nhớ rồi rồi. Rồi ok. Rồi đây. Em càng nhớ. Ok đây là lá bài. Bây giờ lúc nãy giờ anh gì? Anh Tân. Anh Tân nãy giờ anh uống bao nhiêu ly anh? Ờ còn 9 ly. À 9 ly đúng không? Bây giờ em sẽ chịu bài này. Em biết lá anh Tân là lá gì trong bộ bài này. Như lại lại trong cái bộ á, là khi ở nhà Bali á mình không nhớ. Nghe, bài đọc sổ nghe. Hồi nãy anh nhớ lá bài này rồi đúng không? Nãy lá bài là lá này, lá của anh, lá này không? Đây, lá bài nãy là lá này không? Phải không? Nãy lá gì anh nhớ không? Lá gì? Không, không nói. Bây giờ nói đi, để cho anh biết nó nói. Nói không được. Tại giờ đang đố mà. Đúng rồi. Đây là lá bài anh không? Lật lên có đúng không anh? Bài cho người biết cái dấu lúc con sóc sóc cho mình. Rồi, cái bài này coi đi. Không có sóc được, không có dấu. Đây, đây là lá bài này, nhớ em nhớ rõ là cái lá bài nha. À, nhưng mình xin phép nha. Mình sẽ nhớ lại có tiền để sáu đấy, lộc phát tiền. Giờ là em biết cái bài là gì là gì. Anh em nào cần sợ trẻ gì mình không? Em sợ trẻ cho em sợ trẻ. Nhanh lắm. Anh em thấy chưa? Có đâu, thấy không? Anh có thấy không? Không. Vì là em không biết là lá bài của chị là lá gì trong bộ bài này, không biết cái gì. Đúng không? Giờ xin phép nè, nãy lá bài của chị lá gì thì em không biết, nhưng lại sẽ điều khiển lá bài của chị. À, hồi nãy lá chị lá này không? Không phải. Không không? Vì sao không? Bởi vì lá của chị là một màu, nó giống nhau khi uống rượu hai bên liền. Nha. Giờ là hồi nãy anh nhớ lá bài chưa? Biết. Nhớ chắc cú không? Nhớ chắc cú luôn. Chắc cú luôn hả? Đúng rồi. Giờ chắc cú luôn, chắc cú luôn chị không? Anh cứ gọi em dễ, anh cứ dòm dòm em dễ, anh cái đây. Thì nãy giờ không biết là lá bài có gì với em vậy. Mà nhớ là nãy giờ chị có giấu lá bài em không? Không giấu đâu. Hả? Không có giấu lá bài đâu. Thì chắc cũng không có giấu lá bài không? Mà lá bài hồi nãy chị đây đây lá bài là chị không? Bắt ra đây không? Ủa? Ủa? Nó có đâu ra hai vậy anh? Em nào mà nói vậy? Em không thử nữa, em không thử. Trời ơi, sao hay vậy? Rồi em để anh em kêu để lá bài này cho anh. Bây giờ là nó tan thì rất là lẹ nha. Nha. Em mới tin là hiện nay lá bài này anh làm xuyên qua một lớp giấy là không có nha, không có bài này. Em có tin không? Đây là lá bài của em nha. Anh sẽ để đây. Đây là lá bài của anh để đây. Lá bài của anh để đây. Đây nè. Lá của em. Lá của anh. Lá của anh đây. Nha. Lá của anh đã để đây. Đây là bài anh. Lá của anh. Đây là lắm em đó. Lắm em có đặc biệt cái là nó có một cái đặc biệt đặc biệt gọi là làm xương mà mất giải này. Không có lắm em. Mất tiêu luôn. Wow, mất tiêu luôn rồi. Ủa, đâu rồi? Đây này, đếm mấy giờ, lấy giờ đây. Thôi không chờ đâu. Wow.